Chương trình AAA Việt Nam sẽ chia cộng đồng đã trở lại với nhiều quyền lợi được mở rộng và bổ sung. Hỗ trợ tài chính trị giá 2 triệu đồng cho người tham gia nhập viện COVID-19. Hỗ trợ tài chính trị giá 20 triệu đồng trong trường hợp người tham gia không may tử vong do virus COVID-19. Và để nhân rộng sự bảo vệ dành cho nhiều khách hàng hơn nữa, chào mừng các thiên sứ của AAA đến với thử thách mới. Sức mạnh toàn diện thiên sứ AAA, thử thách dành cho tư vấn tài chính, tư vấn và chốt được hợp đồng với bên mua bảo hiểm là người đã từng đăng ký tham gia chương trình từ 28 tháng 10 2021 đến 28 tháng 2 2022. Thử thách giành giải thưởng cho top 3 thiên sứ AAA theo miền. Giải nhất, quà tặng trị giá 3 triệu đồng. Giải nhì, quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Giải ba, quà tặng trị giá 1 triệu đồng và bài vinh danh trên các kênh truyền thông cho đại lý. Em chào chị Mai, em là Nam gọi đến từ công ty bảo hiểm Dân Thọ AAA. Em đã từng liên hệ với chị Mai vài ngày trước đó rồi ạ. Em trò chuyện với chị ít phút có tiện không ạ? À, chào Nam, chị nghe đây, em nói đi. Dạ, như lần trò chuyện trước về chương trình AAA Việt Nam chia sẻ cộng đồng, chương trình hỗ trợ 2 triệu đồng cho người tham gia nhập viện do COVID-19 và 20 triệu đồng cho người tham gia chẳng may tử vong do COVID-19. Không biết là chị Mai đã nhận được link đăng ký, hoàn tất thông tin và nhận mã coupon chưa ạ? Ừ, chị có tìm hiểu thêm và thấy hữu ích nên đã đăng ký tham gia rồi đó em. Em rất vui vì chị Mai đã tham gia chương trình và sẽ được bảo hiểm bảo vệ trong tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, việc phòng bị tài chính để dùng vào những lúc cần thiết cũng thật sự quan trọng chị ạ. Do đó, em cũng muốn chia sẻ thêm với chị về một giải pháp bảo vệ tài chính đã giúp ích rất nhiều cho những khách hàng của em trong giai đoạn khó khăn này. Ồ, nghe cũng thú vị đó em. Em nói rõ hơn xem. Để tiện trao đổi cũng như gửi đến chị đầy đủ thông tin nhất, em có thể xin chị Mai một cuộc hẹn nhanh vào chiều thứ 5 hoặc thứ 7 tuần này được không ạ? Chiều thứ 7, 2 giờ nhé. Nhanh thôi, vì chị cũng khá bận đó. Vâng ạ. Em xin gặp chị tầm 30 phút vào 2 giờ chiều thứ 7 chị nhé. Em cảm ơn chị Mai vì cuộc hẹn và sự tin tưởng của chị dành cho AAA Việt Nam. Chúc chị một ngày làm việc vui vẻ ạ. Ok, chào em nhé. Dạ, em chào chị ạ. Hãy nhanh chóng liên hệ càng nhiều khách hàng càng tốt để giúp tăng cường bảo vệ cho họ và gia đình. Trở thành thiên sứ AAA để bảo vệ cho mọi gia đình Việt Nam. AAA sẽ chia cộng đồng.